chào cả lớp, hôm nay cô có một tin muốn thông báo, đó là trường ta đã tổ chức một cuộc thi có tên là Hoa hậu đứng đầu. Tớ sẽ cố hết mình, được thì được, không được thì thôi. Trong cuộc thi này chúng ta sẽ có hai phần thi là phần thi tài năng và phần thi trí tuệ, nhưng phần thi trí tuệ mới là phần quan trọng nhất. Các bạn đi thi nhớ vận cho mình những trang phục đẹp nhất của bản thân nha. Phần tài năng nữa. Quan trọng nhất là phần thi cuối cùng kìa. Được rồi, tớ sẽ về nhà chuẩn bị. Là vòng loại của thi Hoa hậu đứng đầu. Sau đây chúng ta sẽ có 3 thí sinh, đó là Mai Tai Quái, Mai Mỏng Manh và Bó Tóc Xanh. Xin mời 3 thí sinh. Xin chào các bạn, mình là Mai Mỏng Manh. Mình đến với cuộc thi Hoa hậu bún đậu này. Mình sẽ dành rất là nhiều suất bún đậu về để ăn. Mình rất là mê ăn bún đậu mắm tôm luôn. Mình sẽ hy vọng mình sẽ quảng bá được món bún đậu mắm tôm cho nhiều bạn bè trên thế giới biết. Bởi vì với mình đấy là đam mê, vừa là đam mê mà lại còn vừa là niềm yêu thích nữa. Nên là mình rất là mê nó, đặc biệt là cái mùi khắm khắm của mắm tôm ấy các bạn. Thôi, có gì thì các bạn nhớ bình chọn cho mình nhá. Mã số của mình là 01. Chào tất cả các bạn, mình là Mai Tai Quái, mã số 02. Và mình đến với cuộc thi bún đậu mà hoa hậu bún đậu này thì mục đích chính của mình chỉ là để giành giải nhất thôi. Với sự thông minh xinh đẹp của mình thì chắc chắn cái giải nhất là sẽ thuộc về mình. Các bạn phải nhớ mình chọn cho mình nhá. Chưa kể mình có rất là nhiều tài lẻ đấy cơ, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem. Xin chào các bạn, mình là Bó Tóc Xanh, mình đến với cuộc thi. Đấy chưa, dám gian lận mà. May là có Mai Tai Quái ở đây nhá. Trời ơi, như vậy là đã loại bớt được một thí sinh rồi. Yeah. Cậu xuyên lượt rồi đấy. Ơi. Không sao, tớ chỉ cần á hậu thôi cũng được. Người đâu gì? Tôi và bạn Bò Tóc Xanh đã gian lận vì bạn ấy không phải là con nữ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi tài năng của các thí sinh nhá. Đầu tiên xin mời bạn Mai Mỏng Manh. Với một bộ quần áo rất là đẹp và sexy theo kiểu Trung Hoa, em xin trình bày ca khúc truyền Thái Y. Anh muốn nói truyền Thái Y đi. Anh đã sai bắt luôn cho mình. Váy ạ, em xin kết thúc phần thi của mình. Vâng, sau đây đến phần thi của Mai Tai Quái. Thì ngày hôm nay em mặc một chiếc bộ hán phục Trung Quốc như này. Thì em có một nguồn cảm hứng hát một bài hát rất là nổi tiếng của Trung Quốc, đó chính là bài Măng Chủng. Bây giờ em xin bắt đầu phần thi ạ. Nha. Chào mừng chị Hoàng Châu. Chào chị Sành Nhâu Thèn Nhâu. Ôi dồi ôi. Mệt quá rồi, em không hát nữa, mình đi kết thúc ạ. Và phần thi tài năng của các thí sinh chúng ta đã kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi chính của chúng ta, đó là phần thi thi đổi hình bắt chữ. Sau đây là phần thi chính, phần thi đổi hình bắt chữ. Sau đây các thí sinh sẽ trả lời 10 câu hỏi do ban giám khảo đưa ra, người nào trả lời nhanh và đúng, không có giới hạn số lần trả lời câu hỏi thì người đó sẽ chiến thắng. Ok, let's go. Cố lên, đây chính là phần thi trí tuệ. Cái gì đây? Lòng. Thì có phải cái lòng đúng không? Lòng. Lòng lợn. Lòng lợn với cả đôi giày. Gì vậy? Mình đoán
là đi guốc trong bụng. Lợn mà. Lợn vàng. Cả hai đều sai. Hát là cái gì vậy? Câu trả lời là hài lòng. Hài lòng. Rồi hài, anh nhiếp với hài. Hồi là lợn vàng. Hình thứ hai. Cái gì đây? Ôm cây hả? À. Báo thức. Con báo thức là con báo đang ngủ. Mấy chị là báo rồi. Mai của Mai đúng. Yeah. Hình tiếp theo. Hoa. Mai của Mai đúng. Yeah. À. Lên xe. Pháo xe. Pháo xe. Hình tiếp theo. No, no, no. Gì đấy? Ơ thờ. À thờ ơ. Thờ. Mai Hồng Manh lại thắng tiếp. Nghĩ thờ chứ thờ. Ơ thờ, à thờ. Xóa bộ trường. Chứ mà liêm hề. Câu hỏi tiếp theo. Trái tim màu hồng ở chính giữa. Hồng giữa. Nhìn béo. Trái tim màu hồng ở giữa. Tim hột xoàn. Tim hột xoàn. Nhiều tim. Nhiều tim. Tim hồng, không phải tim đồng. Mai thấy khỏi. Yeah. Sâu xa như Mai Hồng Mai mỏng manh. Tim chính giữa. Hình tiếp theo. Mai tay quái thua chắc rồi nên là thôi cứ trả lời nốt đi. À, ném đá giấu tay. Ném đá giấu tay. Thấy chưa? Lần này Mai không thua. Yeah. Mình cũng trả lời ném đá giấu tay. Mai tay quái trả lời câu đéo trước. Ồ, nhưng không sao, mình vẫn chiến thắng rồi. Các bạn ơi, các bạn hãy nhớ là bình chọn cho mình hay là Mai Tay Quái sẽ là người chiến thắng nhá. Nhớ bình chọn ở dưới comment cho chúng mình biết nhá. Mình phải là người chiến thắng. Ôi dù sao, 3 còn hơn là 0. 3 con thông minh là số nhiều đây, cái thông minh hơi bị nhiều luôn. Nhưng mà không bằng mình được. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn ạ. May xin ấn tượng các bạn đã xem đến hết video này của May và hãy tặng cho May và Mai của May xin một like nhá, để có động lực lên làm nhiều video mới hơn.
Và nhớ là bấm nút đăng ký, bật chuông báo nhận thật nhiều thông tin kênh của May Khoai Tây. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau.